duyên trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. We'll be right back.
vị, chúng ta cùng đến với cái tiếng phát biểu của chương trình Ngọn Gia Đình Ngọn Nhà Trai sẽ chính thức giới thiệu về quần đại biểu của gia đình Ngọn Nhà Trai chúng ta. Vẫn là đặt vấn đề về những lời ăn hỏi của đại biểu gia đình Ngọn Nhà Trai đã có mặt về với đại thư gia gia đình Ngọn Nhà Gái trong buổi hôn lễ ngày nay. Vậy cũng xin được trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác của bên họ nhà gái. Hôm trong quá trình các cháu Long và cháu Nhâm đã tìm hiểu, hôm nay đã được chín mùi qua một thời gian. Thế hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi đã có cây trầu đến để làm lễ ra mắt trước về các tổ tiên và anh em của bên họ nhà gái. Thế qua thời gian tìm hiểu chín mùi thì hôm nay đoàn chúng tôi coi như là bao gồm các ông, các bà và các cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè của cháu Long đã coi như mang lễ đến để xin với nói với các cụ để xin cây trầu ăn hỏi và nhân cái dịp coi như là của các cháu đã tìm hiểu chín mùi thì hôm nay tôi đại diện cho bên họ nhà trai đã có coi như đôi lời để nói với toàn bộ hội hôn và xin ý kiến của các cụ về bên họ nhà cái. Xin cảm ơn. Chúng ta đã được lắng nghe những ý kiến phát biểu và giới thiệu về thành phần của BTVN đại diện gia đình họ nhà trai. Và giờ phút ở đây thì xin mời toàn thể quý vị ta cùng đến với những ý kiến đón nhận những thành phần cũng là giới thiệu về thành phần đại biểu của đoàn gia đình họ nhà cái chúng ta. Vậy cũng xin được trân trọng kính mời. Alo. Vâng, kính thưa tất cả các cụ ông, cụ bà, kính thưa hai họ. Qua một thời gian tìm hiểu của cháu Nhâm và cháu Long và được sự tác hợp nhất trí của hai bên gia đình cũng như là hai chính quyền địa phương cho phép hôm nay nhà trai chọn ngày lành tháng tốt mang cây trầu lễ ăn hỏi đến nhà gái chúng tôi để xin hỏi và xin cưới con cháu chúng tôi. Thế thì tôi được sự nhất trí của các cụ ông, cụ bà bên nhà gái cho phép tôi đại diện gia đình nhà gái. Tôi không biết nói gì hơn, xin được trân trọng cảm ơn bên gia đình họ nhà trai tác hợp cho hai cháu và cũng không chê con cháu chúng tôi. Hôm nay chính thức là hai bên gia đình đã thống nhất và tổ chức cái lễ ăn hỏi và lễ cưới cho hai cháu. Thì một lần nữa xin phép được đại diện bên gia đình nhà gái xin được cảm ơn toàn bộ tình cảm cũng như mà lễ xin cưới hỏi của gia đình nhà trai. Trước khi dừng lời, xin được kính chúc các cụ ông, cụ bà, hai họ nhà trai và nhà gái chúc cho toàn thể hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho lễ thành hôn của hai cháu thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn. Cô bé xinh đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các bà, kính thưa các cô dì, chú bác và bạn bè nam nữ. Qua sự tìm hiểu của các cháu diễn lễ ăn hỏi của bên nhà trai, chúng tôi đã mang đến và họ nhà gái đã chấp nhận. Thì tiếp theo là cái chương trình để cho ngày mai, mà hiện diện bây giờ là chúng tôi gọi là có cái lễ để đón dâu. Thì cái lễ này coi như là lễ đen, chúng ta gọi là lễ đen. Thế này để cái chương trình của ngày mai thì các cụ ấy có câu là coi như ăn hỏi thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày nắm kẻ dèm pha. Thời đại 4.0 rồi, cho nên là bây giờ là chúng ta coi như là thực hiện là coi ăn hỏi là coi như đến ngày mai là cái lễ xin dâu sẽ được xúc tiến. Thì tôi thay mặt cho họ nhà trai đã xin được trao cái lễ để đón dâu cho ngày mai. Xin chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trọn đời anh hứa sẽ không hai lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Cuộc đời cách coi lắm lúc thăng trầm mỗi tối, chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về mỗi tối, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá